Xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động Risa Memorial để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu bán kết thứ hai bóng đá nam SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Ở đầu hiệp hai thì huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện thêm một sự thay đổi nhân sự nữa. Triệu Viễn Hưng được tung vào sân để thay cho Hoàng Đức. Trong hiệp đấu thứ hai, U22 Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Với 3 bàn thắng đã có được trong hiệp đấu đầu tiên, trong đó có 2 bàn của Đức Trình và một pha lập công mở tỷ số của Tiến Linh, giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm những tính toán về mặt nhân sự, đặc biệt là có thể giúp cho các trụ cột được nghỉ ngơi. Triệu Văn Hưng sẽ đá vị trí thay thế cho Hoàng Đức. Người đá cao nhất trên hàng công sẽ vẫn là Đức Trinh. Đường truyền của Thanh Thịnh cho Hùng Dũng. U22 Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên hoàn hảo. 2 bàn thắng của Đức Trinh và một pha lập công của Tiến Linh đã mang tới cho chúng ta lợi thế dẫn trước, có thể nói là rất an toàn vào thời điểm này. Có một sự trùng hợp rất thú vị khi hai đội gặp nhau trên sân hàng đẫy tại AFF Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mà người đá huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Campuchia khi đó là Felix Damat thì Tiến Linh cũng là người mở tỷ số, cũng từ một pha đánh đầu, cũng từ một cú tạt ở bên phía cánh phải, và khi đó chúng ta thắng 3-0. Thắng 3-0 khi trận đấu kết thúc. Còn lúc này khi trận đấu vừa bắt đầu hiệp 2, chúng ta đã đang dẫn đội bạn với tỷ số 3-0 rồi. Nếu có điều gì lăn tăn duy nhất trong hiệp thứ đầu tiên thì đó chính là việc Tiến Linh phải rời sân sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình và sau khi đã bị đau sau một pha tranh chấp. Khuôn mặt của Tiến Linh thấy rõ sự quyết tâm rất lớn của anh. Ngay ở trận đấu gặp Thái Lan, Tiến Linh cũng đã từng rất đau đớn, nhưng cố gắng nỗ lực để thi đấu, và ngày hôm nay cũng vậy. Thanh Thịnh Hùng Dũng rất nhìn nhau, đó là đường truyền của Đức Chiến. Huấn luyện viên Park đang rất tự tin xây dựng Đức Chiến ở một vị trí mới, vị trí tiền vệ phòng ngự. Sân Rizzo Memorial sẽ vẫn là nơi diễn ra hai trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam với trận tranh hạng 3 giữa Myanmar và đội bóng thất bại trận đấu này, và trận tranh huy chương vàng giữa Indonesia. Và chúng ta chờ đợi, tất nhiên là chờ đợi là U22 Việt Nam với những lợi thế mà chúng ta đang có. Sẽ bước vào hiệp thi đấu thứ hai này với nỗ lực tránh chấn thương và tất nhiên là đã bảo toàn được cách biệt của chúng ta đã tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên để hướng tới trận chung kết. Cũng sẽ bước vào trận chung kết để bảo vệ danh hiệu của mình. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ và từ lúc 18:30, quý vị các bạn đã có thể theo dõi chương trình bình luận trước trận đấu của chúng tôi. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV Nam Tây Nguyên cũng như ứng dụng VTV Sport. Website thể thao.vtv.vn. Xin mời quý vị các bạn chú theo dõi. Đó là những tình huống xử lý ở hệ thống phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ áo đỏ. Chúng ta đã có một hiệp một hạn chế được tối đa sức mạnh của các cầu thủ U22 Campuchia, và điều đó
rất cần được phát huy trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Kèo Sốc Trăng vừa có một hành động rất không fair play, anh đấm thẳng vào mặt của cầu thủ Thành Trung. Một tình huống diễn ra ngay trước mặt trọng tài, hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài. Các cầu thủ U22 Campuchia sau khi phải nhận liên tiếp những bàn thua ở hiệp thi đấu đầu tiên thì họ đã không giữ sự bình tĩnh và thẻ vàng được dành cho cả hai người. Cho dù Kèo Sốc Trăng là người có cú ra tay rất mạnh sau đó, nhưng trọng tài xác định rằng Thành Trung trước đó cũng đã có một động tác khiến cho Kèo Sốc Trăng không giữ được bình tĩnh. Mặc dù vậy, có lẽ khi mà tỷ số trận đấu bây giờ là 3-0 rồi thì trọng tài cũng không muốn có những quyết định tạo ra sự chênh lệch về mặt quân số. Ông khá bình tĩnh gọi hai cầu thủ tới vị trí của mình rồi rút ra những án phạt. Người phá bóng lên là Triệu Việt Hưng. Phá bóng chính xác của Văn Toàn. Gặp nhau trên sân hàng đấy ở cấp độ đội tuyển quốc gia cách đây một năm, thủ duy nhất trong thành phần đội hình hiện tại của U22 Campuchia đã chính ngày hôm đó là tiền đạo Jim Nguyen. Trong khi đó thì bên phía chúng ta có Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tiến Linh và Quang Hải đều là những cầu thủ đá chính. Chỉ có Quang Hải là không thể góp mặt ở trận đấu ngày hôm nay vì chấn thương mà thôi. Campuchia đã ghi bàn tất cả các trận đấu của họ vòng bảng SEA Games năm nay. Và bây giờ khi tỷ số vẫn đang là 3-0 phía U22 Việt Nam thì một lần nữa chúng ta lại thấy được sự hiệu quả và chắc chắn trong cú phòng ngự của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thành Thịnh, Đức Trinh. Sơ được các cầu thủ rất tin cậy và cống hiến hết mình, đó là ông luôn quyết liệt để bảo vệ các học trò. Thành Thịnh, trong tình huống mà Trọng Hoàng bị đối phương lao vào với một pha bóng có thể nói là chiết hạ, ông đã rất quyết liệt để ra phản ứng và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Và khi mà các thủ môn của chúng ta là Bùi Tiến Dũng và Văn Toàn có những tình huống bắt bóng không chắc chắn trong trận đấu quan trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn lên tiếng bảo vệ các học trò của mình và nhận hết trách nhiệm về cá nhân của huấn luyện viên với tất cả những gì diễn ra trên sân. Điều đó luôn tạo một sự tin cậy rất lớn, một điểm tựa vững chắc cho các học thủ yên tâm công hiến. Một tình huống lùi về rất sâu của Thanh Hịnh và trả bóng của Đức Chiến. Campuchia vẫn đang rất cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình với những pha xử lý kỹ thuật, những pha đập nhả, những tình huống tấn công mà họ đã từng rất thành công ở vòng bảng. Nhưng rõ ràng hàng phòng ngự của U22 Việt Nam với một hệ thống được tổ chức tốt và chặt chẽ là hoàn toàn khác so với những gì, so với những đối thủ mà U22 Campuchia đã vượt qua và đã từng ghi bàn ở bảng A của SEA Games năm nay. Những pha bóng như vừa rồi chính là điểm mạnh lớn nhất của U22 Campuchia.
Nhưng như chúng tôi đã nói ngay từ hiệp 1, ông Park Hang-seo biết điều đó và không cho đội bạn có không gian để có những pha bóng như vậy với một hệ thống phòng ngự đông và một tuyến tiền vệ rất dày. Chúng ta chơi với một đội hình số đông cầu thủ bên phần sân nhà, nhưng ở phía trên dù số lượng cầu thủ tấn công không phải là quá nhiều nhưng lại nhanh, rất mạnh và khôn ngoan để tận dụng được những sai lầm của phòng ngự đối phương. Và có nhiều những tình huống tấn công nguy hiểm của Campuchia và cả những bàn thắng của vòng bảng đến từ những pha đập nhả 1-2 rất nhanh và tạo ra bất ngờ cho phòng ngự của các đối thủ. Nhưng hôm nay, huấn luyện Park Hang-seo cũng cao trò của mình gần như là đã bắt bài được những tình huống như vậy. Pha bóng vừa rồi là một tình huống như thế, luôn rất nhanh để phán đoán và trừng phạt những sai lầm của đối phương. Điều mới có tình huống áp sát trước pha áp sát của Triệu Việt Hưng là Thái Quý. Hai bàn thắng của Đức Trinh đều đến từ những tình huống như vậy, từ những sai lầm của đối phương. Nói đến lúc này, phút thứ 56 của trận đấu thì chúng ta đã giải mã thành công hiện tượng mang tên U22 Campuchia. Việt Hưng, cự ly của hình của U22 Việt Nam vẫn đang được giữ ở mức rất hợp lý. Khi một cầu thủ này nỡ đà thì vẫn có một cầu thủ khác ngay gần đó có thể tiếp ứng. Hùng Dũng, cái duyên muộn với SEA Games đang mang đến những ngày và những trận đấu rất đáng nhớ với cầu thủ mang màn đội trưởng của U22 Việt Nam. Có lẽ Hùng Dũng cũng không nghĩ rằng đến một ngày SEA Games lại mỉm cười với anh để anh có được đất diễn tại sân chơi của giải đấu mà chúng ta khắc khoải chờ đợi tấm huy chương vàng từ rất lâu rồi. Những kỷ niệm của Trọng Hoàng với SEA Games cũng không thực sự ngọt ngào, nhưng cầu thủ trên 22 tuổi của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này vẫn đang là một chỗ dựa thực sự cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Nói chung về đến lúc này thì chúng ta đã hoàn toàn thấy được sự hợp lý đến tuyệt đối của Park Hang-seo khi chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng dành cho những cầu thủ trên 22 tuổi. Hai suất mà ông phải cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Quả đá bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Chúng ta có sự thay đổi người tiếp theo và Bùi Tiến Dũng sẽ là người vào sân. Chiếc băng đội trưởng của Hùng Dũng sẽ được nhường lại cho Thanh Thịnh. Những trụ cột như Tiến Linh hay Hùng Dũng đã được huấn luyện viên Park Hang-seo rút ra sân để giữ sức cho trận đấu quan trọng ở phía trước. Như vậy là chúng ta đã thực hiện hết 3 sự thay đổi người ở trong thời gian thi đấu chính thức. Với luật mới thì nếu hai đội bước vào hiệp phụ, mỗi đội sẽ được có thêm một sự thay đổi người nữa. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không diễn ra ngày hôm nay trong trận đấu này. Lên của chúng ta và xử lý khôn ngoan của Thành Trung và chuyển bóng phản công của Thành Trung để dẫn tới bàn thắng của Đức Trinh là quá hay. Chúng tôi đã nhìn thấy rất kỹ là Thành Trung quan sát rồi mới thực hiện một cú mở bóng, cho dù trước đó là áp lực không hề nhỏ từ hàng công của U22 Campuchia. Chúng tôi hoàn toàn không nhìn vào tỷ số 3-0 vào thời điểm này để đánh giá đối thủ U22 Campuchia, vì chúng ta đã nhìn thấy họ thi đấu hay như thế nào trước các đội bóng mạnh như là Malaysia
Đội bóng mà 2 năm trước vẫn vào cái trận chung kết. Và cả Philippines, đội chủ nhà cũng luôn rất khát khao và có những lợi thế nhất định của riêng mình. Đúng là như vậy. Nếu nhìn lại trận đấu và xem kỹ lại trận đấu giữa Campuchia và Malaysia thì sẽ thấy họ hay như thế nào. Tôi nghĩ rằng sự khác biệt chính là huấn luyện viên Park Hang-seo trên huấn luyện viên Danmas một tầm. Những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo đến lúc này là tuyệt đối chính xác trong cuộc đối đầu với đồng nghiệp trẻ. Đó là huấn luyện viên Danmas, người mới 31 tuổi. Ông Park cùng với sự nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ đã có được những con tính chính xác trong trận đấu này. Ngay từ việc sử dụng bộ đôi Đức Trinh và Tiến Linh trong hình xuất phát. Và những tính toán của huấn luyện viên Park thì đã phát huy tác dụng một cách tối đa, phát huy được những điểm mạnh của U22 Việt Nam và quét sâu vào những điểm yếu của đối phương. Luôn thi đấu rất bình tĩnh trong mọi tình huống, kể cả khi mà đội bạn dâng cao đội hình, gây sức ép và muốn tạo bất ngờ trong những phút đầu tiên. Sau khi kết thúc cuộc thi đấu đầu tiên cho phép chúng ta được toan tính trong hiệp thứ hai này. Một dáng đá phạt rất giống với Cristiano Ronaldo của Kelsey Fan. Nhưng hiệu quả thì chắc chắn là không thể ví von được. Campuchia không được tự tin với những cú chào bóng vào trong. Cũng là hợp lý thôi vì các trung vệ của chúng ta có chiều cao quá tốt. Trước Nhật Bản được thể hiện rất rõ trong hành trình tạo ra chiến lược và phát triển bóng đá của bóng đá Campuchia. Ngoài Keisuke Honda, Chris Danmark cũng là một người có khoảng 10 năm chơi bóng tại Nhật Bản. Trong đội ngũ ban huấn luyện của Campuchia còn có một trợ lý thể lực, đó là Taichio Sita. Đức Chiến. Những chỉ đạo đầy năng lượng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ truyền nhiệt cho các cầu thủ của mình. Rất nhịp nhàng và phù hợp giữa Tiến Dũng và Thái Quý. Chúng ta vẫn đang hoàn toàn làm chủ tất cả những gì ở trên sân, điều tiết nhịp độ của trận đấu, tạo ra sự chủ động từ hàng phòng ngự, hàng tiền vệ cho đến hàng tấn công. Đối thủ vẫn đang hoàn toàn bế tắc trước một đội hình có cự ly rất hợp lý và các thủ hoạt động cực kỳ tuân thủ ban huấn luyện. Các cổ động viên Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm và tạo ra được một bữa tiệc ở trên sân Rizal Memorial ngày hôm nay. Xử lý của Trọng Hoàng. Đức Chiến. Đây là lần thứ hai Thanh Thịnh được mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam sau trận đấu đầu tiên gặp U22 Brunei. Quang Hải là đội trưởng, còn hai đội phó của chúng ta là Hùng Dũng và Thanh Thịnh. Thank you.
bàn vào lưới của U23 Việt Nam sẽ còn rất khó khăn với Campuchia, khi mà phần lớn cầu thủ trên sân của chúng ta đều đang là những chuyên gia phòng ngự. Trong một thế trận và một kết quả như thế này thì trọng tài đã có những tình huống mà tôi nghĩ rằng là tương đối là nhẹ nhàng với các cầu thủ U23 Campuchia. Người đã phạt sẽ là Triệu Việt Hưng. Những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của chúng ta, có khả năng lấy lầu hay nhất của chúng ta đều đang có mặt. Bóng đá Việt Nam vẫn đang có một cái gì đó duyên với một thời gian 10 năm. 10 năm trước chúng ta đã lọt vào trận chung kết SEA Games và phải đợi thêm 10 năm chúng ta mới một lần nữa nhiều khả năng sẽ có mặt trong trận đấu này. Năm 2008 chúng ta vô địch AFF Cup và năm ngoái sau 10 năm chúng ta đã đăng quang ở đấu trường cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Campuchia vẫn đang gặp nhiều khó khăn với những tình huống phòng ngự từ xa hợp lý của đội tuyển chúng ta. Trọng Hoàng, Triệu Việt Hưng. Thực tế thì lúc này những cầu thủ thường tham gia vào mặt trận tấn công của chúng ta chỉ còn lại Triệu Việt Hưng, Thanh Thịnh và Đức Trinh, còn lại đều là những chuyên gia phòng ngự nhiều hơn, những người vừa có thể đá trung vệ vừa có thể đá tiền vệ phòng ngự như Đức Chiến, Tiến Dụng. Thanh Thịnh rất nhịp nhàng, đường truyền cho Thái Quý. Một tình huống tạt bóng có độ cuộn để Thái Quý băng vào cắt mặt. Thái Quý là một trong những cầu thủ đã tỏa sáng để giúp cho đội bóng U19 Việt Nam làm nên chuyện và giành quyền dự giải U20 thế giới. Tuy nhiên, Thái Quý đã bị chấn thương và không thể cùng đồng đội đến Hàn Quốc dự giải U20 thế giới. Trong trận đấu U23 Việt Nam tại SEA Games này thì có 10 cầu thủ đã từng dự giải U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc. Quả đá phạt của Thái Quý. Wow! Cú hat-trick của Đức Trinh. Và như vậy là Đức Trinh đã có số bàn thắng ngang bằng với Osvaldo Hay của U23 Indonesia với pha lập công thứ 8 tại SEA Games lần này. Thêm một lần nữa chúng ta lại thấy được cái duyên ghi bàn của Đức Trinh. Ở trận đấu đầu tiên với Brunei, Đức Trinh ghi 4 bàn. Còn ngày hôm nay, một trận đấu khó khăn hơn tại vòng bán kết, anh đã lập một cú hat-trick. Giác như Đức Trinh cũng chưa chạm vào bóng. Tôi cũng thấy là như vậy. Sau cái pha quay chậm vừa rồi, chúng ta nhìn kỹ hơn và thấy rằng có lẽ bóng vẫn chưa chạm chân của Đức Trinh. Không có một góc máy ở sau gôn nên cũng có khó xác định, nhưng
Áo diễn hình sau đó đã bắt cận trung vệ mang áo số 15 Yusafin. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển U22 Campuchia. Vào sân là Sak Vosit và người nhường chỗ là Sin Kakada. Nhưng có lẽ những sự thay đổi người này trong bối cảnh, trong tỷ số, trong cục diện hiện tại không có quá nhiều ý nghĩa với các cầu thủ Campuchia. Dù áo số 3 nhưng Rosic thực tế lại là một tiền đạo. Và Rosic chính là cầu thủ đã chơi rất hay tại giải U22 Đông Nam Á trên sân nhà của U22 Campuchia. Anh là người đã từng ghi bàn duy nhất giúp U22 Campuchia đánh bại Malaysia ở vòng bảng. Ở những trận đấu trước thì huấn luyện viên Damas thường xếp Rosic và Yulian đá cặp tiền đạo. Rosic và Buñan cùng với sự hỗ trợ của Santia đã tạo nên hiệu quả trong những tình huống tấn công của U22 Campuchia ở trận đấu trước, ở những trận đấu vòng bảng. Ngày hôm nay thì mọi mũi tấn công của U22 Campuchia đều đã bị chặn đứng, thậm chí là bị chặn đứng từ rất xa, và chúng ta gần như không thấy được sự đe dọa mà họ đã từng tạo ra trước Malaysia hay Philippines. Chia với 4 pha ghi bàn, nhưng đó là trận đấu có tỷ số 4-1. Đó là trận đấu mà Quang Hải cũng có một bàn thắng, Công Phượng có một cú đúp. Còn khoảng 20 phút nữa để các cầu thủ U22 Campuchia nỗ lực có được bàn thắng danh dự. Chúng tôi nghĩ là như vậy, bởi vì dù trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng cho đến lúc này U22 Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh vượt trội so với đối phương của mình. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên, lỗi việt vị. Đúng là như vậy, để có được bàn thắng vào lúc này với U22 Campuchia là rất khó, vì các cầu thủ của chúng ta, hệ thống phòng ngự của chúng ta vốn đã chắc chắn lại càng chắc chắn hơn, vốn đã đông quân số, bây giờ còn đông quân số hơn, với rất nhiều những chuyên gia phòng ngự xuất hiện ở cả hai lớp, lớp hậu vệ và lớp tiền vệ, nên để có bàn thắng lúc này là rất khó, chưa kể là tâm lý của các cầu thủ Campuchia bây giờ có lẽ là cũng không được tốt nữa rồi. Với huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này là tình hình của Tiến Linh. Ngoài những thông tin mà chúng ta vẫn cần chờ đợi từ Tiến Linh, thì những tất cả những điều khác đều đang rất tích cực với U22 Việt Nam. Chúng ta thắng trận này thì sẽ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U22 Malaysia một cách công bằng, bởi vì đối thủ cũng có số ngày nghỉ như chúng ta. Họ thi đấu 120 phút ở trận bán kết đầu tiên và cũng có số trận đấu giống như chúng ta, thì ở một bảng đấu có 6 đội. Đó sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Malaysia đã cho thấy là họ vẫn rất đáng gờm bởi lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật. Những gì họ thể hiện trước Myanmar cũng là đối thủ trong trận chung kết sắp tới sẽ rất khó khăn. Chúng ta thấy ngày hôm nay họ thi đấu bán kết hay như thế nào, sau khi dẫn trước 2 bàn để cho đối phương bất ngờ ghi 2 bàn, nhưng tinh thần và sự tập trung cũng như hiệu quả của các cầu thủ Indonesia không hề đi xuống.
Nó thể hiện sự vượt trội trong hai hiệp phụ và có thêm hai bàn thắng nữa, xứng đáng đi lên mình vào trận chung kết. Và hẹn gặp lại chúng ta ở trận đấu vào ngày 10 tháng 12 tới. Tái ngộ của U22 Việt Nam và U22 Indonesia trong trận chung kết là một điều hoàn toàn xứng đáng. Hai đội bóng đã thể hiện được một phong độ thuyết phục, là hai đội bóng chơi thuyết phục nhất, chơi hay nhất tại giải năm nay. Chơi ban bật nhỏ đã khiến cho các cầu thủ U22 Campuchia tiêu hao thể lực. Đây đã là khoảng thời gian 15 phút cuối cùng của trận đấu rồi. Sẽ chơi trận tranh huy chương đồng. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên dành những lời ngợi khen cho hành trình lịch sử của bóng đá Campuchia. Họ sẽ vẫn còn mục tiêu ở phía trước, đó là hướng tới tấm huy chương đồng trong cuộc đối đầu với U22 Myanmar. Wesley là người tiếp theo vào sân. Chấn thương khiến cho huấn luyện viên Felix Damas có lẽ là phải quyết định có sự thay đổi người này. Không thể tiếp tục thi đấu. Mao Pisac là người đã phải nhận một thẻ vàng. Trong hiệp một thì anh đã có một pha vào bóng ác ý với Trọng Hoàng và đó là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Nếu như đó không phải là một tình huống Trọng Hoàng khôn ngoan nhấc chân để tránh cú vào bóng ác ý của cầu thủ Mao số 7 này, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cú đá của cầu thủ Phan chính xác. Khi chúng ta có một thế trận tốt, có nhiều bàn thắng thì cũng là lúc để các thủ môn của chúng ta có thêm sự tự tin với những pha bắt bóng, tạo ra một tâm lý tốt hơn cho giai đoạn quan trọng ở phía trước.
Sự tự tin ở vị trí thủ môn là điều rất quan trọng với U22 Việt Nam. Khi mà chúng ta đã có được sự tự tin đó ở tất cả các vị trí khác. Sự chuẩn bị tốt ở tất cả những vị trí ở trên sân là điều tối quan trọng trước một trận đấu lớn như trận chung kết của SEA Games. Phút thứ 80, U22 Việt Nam vẫn đang dẫn trước với tỷ số 4-0. Hôm nay là một ngày thi đấu cũng rất thành công của đoàn thể thao Việt Nam khi chúng ta có thêm được 8 tấm huy chương vàng. Những nội dung có trên bảng vàng của chúng ta ngày hôm nay là Trương Thị Phương, người mở hàng với huy chương vàng của canoeing nội dung thuyền đơn nữ 200m. Tấm huy chương vàng bóng bàn đôi nam của cặp đôi Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh cũng rất giá trị. Các vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga giành huy chương vàng đối kháng đồng đội nữ của môn judo. Các vận động viên Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Huy giành huy chương vàng quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp của môn taekwondo. Giành huy chương vàng quyền sáng tạo cá nhân nữ judo và sau đó là hai huy chương vàng liên tiếp của Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh gồm 400m tự do nữ và 100m ngửa nữ. Huy chương vàng của Điền Kinh ngày mai cũng là hết sức giá trị khi Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn giành huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp của Điền Kinh. Huy chương vàng rất quý giá của các vận động viên Việt Nam và cả những tấm huy chương khác nữa đều là những mồ hôi, nước mắt và công sức, sự nỗ lực, quyết tâm và trải qua rất nhiều gian khó để có thể đạt được đến thành công. Và chúng ta đều ngưỡng mộ các vận động viên thể thao Việt Nam với những cống hiến của mình. Đoàn chuyên Việt Nam rất cố gắng để truyền tải tới quý vị các bạn một cách đầy đủ nhất những khoảnh khắc vàng, những thành tích của thể thao Việt Nam, trong đó có nhiều môn thể thao mà nước chủ nhà không sản xuất nhưng chúng tôi cũng đã tự nguyện sản xuất để mang đến cho quý vị các bạn những hình ảnh trực tiếp. Cùng với đó là rất nhiều những chương trình đồng hành để quý vị và các bạn có thể đồng hành và cổ vũ với đoàn thể thao Việt Nam. Những chương trình tường thuật trên các kênh VTV6, VTV5, VTV2, những chương trình như toàn cảnh SEA Games trên kênh VTV6, nhật ký SEA Games trên kênh VTV1, sân cỏ SEA Games trên kênh VTV6 và khoảnh khắc SEA Games trên kênh VTV3 là những nơi quý vị các bạn có thể cập nhật và có những cái nhìn đầy đủ về những chiến công của thể thao Việt Nam. Và tất nhiên một điều cũng rất đặc biệt mà chúng tôi đã mang tới tại kỳ SEA Games năm nay đó là các chương trình họp báo trực tiếp sau mỗi trận đấu của U22 Việt Nam. Được đài truyền hình Việt Nam trực tiếp sản xuất khi mà nước chủ nhà không cung cấp và không sản xuất tín hiệu cho buổi họp báo này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe huấn luyện viên Park Hang-seo và cả huấn luyện viên Felix Damas nói gì sau khi trận đấu kết thúc với một chiến thắng rất thuyết phục dành cho U22 Việt Nam. Cho đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định là như vậy. Thêm một cơ hội nữa. Liệu có thêm bàn thắng cho các cầu thủ chúng ta không? Đức Trí không vào. Đúng là chỉ cần một tình huống mất bóng ở giữa sân hoặc là kể cả phần sân của chúng ta thôi thì mọi chuyện đã trở nên thử thách, đã trở nên rất lớn đối với hàng phòng ngự và thủ môn của U22 Campuchia. Con số thống kê 4 bàn hay 5 bàn có lẽ không còn quá quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có một trận đấu thuyết phục, tạo ra sự tự tin lớn để chuẩn bị cho trận chung kết lịch sử của bóng đá nam SEA Games. Những pha bóng của Văn Toản ngày hôm nay đã cho thấy được sự tự tin và điều đó là rất lạc quan với U22 Việt Nam. U22 Việt Nam vẫn đang được lùi về thấp, đảm bảo sự an toàn ở tuyến dưới.
hãm thành của các cầu thủ U22 Campuchia chỉ là những pha bóng cố định hoặc là những tình huống bên ngoài vòng cấm địa. Chúng ta không thấy một pha bóng nào sắc nét để có thể tạo ra được nguy hiểm bên trong vòng cấm của U22 Việt Nam. Đang tạo nên những hình ảnh rất lung linh trên khán đài của sân vận động Ruiz Memorial. Xử lý kỹ thuật truyền bóng qua lại và đan lát có thể nói là rất đẹp mắt của các cầu thủ Campuchia, nhưng chúng ta đủ tỉnh táo để ngăn chặn những khung cảnh tuyệt vời trên sân Ruiz Memorial. Các cổ động viên đã đến đây tạo nên bầu không khí sôi động, rực lửa để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta đang có một chiến thắng ấn tượng ở bán kết và hướng tới trận chung kết với đối thủ quen thuộc Indonesia. Đúng là các tình huống đe dọa của các cầu thủ Campuchia chỉ là những pha bóng ngoài vòng cấm địa mà thôi. Dù đã có một lợi thế rất lớn ngay sau hiệp 1, nhưng Park Hang-seo vẫn theo sát từng diễn biến trên sân, thậm chí có lúc Mo Hoi-eung còn xuất hiện rất nhiều. Thực tế thì đó không phải lo lắng về thế trận hay kết quả, mà lo lắng về những chấn thương có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, nhất là khi U22 Campuchia có dấu hiệu đá quá quyết liệt khi họ liên tục phải nhận những bàn thua. Bên cạnh đó là cả những tình huống bất bình tĩnh của các cầu thủ của áo trắng. Mỗi lần có những va chạm ở trên sân là một lần lo lắng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi vì điều quan trọng là chúng ta cần phải toàn vẹn trước trận chung kết. Đây có thể sẽ là trận đấu đầu tiên mà U22 Campuchia không ghi bàn tại SEA Games năm nay. Các cầu thủ Việt Nam rất tin tưởng vào đội bóng của mình. Sự chắc chắn và hiệu quả mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò đã và đang tạo ra ở các sân bóng của Philippines, sân Binyan và giờ đây là sân Rizal. Rút thẻ vàng đối với Hà Đức Chinh. Ở vòng bảng thì Đức Chinh cũng đã phải nhận một thẻ phạt. Hôm nay anh tiếp tục phải nhận một thẻ phạt, nhưng không có gì phải lo cả vì bắt đầu từ vòng bán kết này thì những thẻ phạt ở vòng bảng sẽ không được tính nữa. Với các cầu thủ nhận một thẻ phạt, một thẻ vàng vòng bảng sẽ được xóa. Còn với những cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng như Santea của Campuchia thì vẫn bị treo giò tại vòng bán kết này. Chia 4 ghi bàn đã khó, sang phần lớn thời gian của hiệp 2 để có bàn thắng còn khó hơn gấp nhiều lần vì phần lớn những cầu thủ trên sân của chúng ta đều là những cầu thủ phòng ngự. Và những lớp phòng ngự rất dày đó khiến cho U22 Campuchia gần như không thể tiếp cận được khung thành của Văn Toàn. Tất nhiên sẽ là một sự so sánh không đúng mực nếu chúng ta ví von Campuchia với đối thủ sắp tới Indonesia. Nhưng rõ ràng là sự tập trung và hiệu quả lên hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận này đã mang tới rất nhiều sự yên tâm.
thi đấu chính thức cuối cùng của trận bán kết rồi. 10 năm chờ đợi giờ đây chỉ còn là một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, 1-2 phút nữa thôi để chúng ta lại khấp khởi hướng tới trận chung kết SEA Games. Cảm xúc của 10 năm trước như mùa về. Và tất nhiên là người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì không mong muốn một chút nào lặp lại những cảm xúc sau khi trận chung kết của 10 năm trước khép lại. Bây giờ chúng ta đang có một nền tảng vững chắc với một hệ thống thi đấu bài bản và tạo ra sự yên tâm rất lớn. Niềm tin của người hâm mộ vào lúc này cũng là rất lớn với U22 Việt Nam. 2 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trận bán kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển của chúng ta và U22 Campuchia. Một cuộc đấu chính mà rõ ràng huấn luyện viên Felix Lamas cho thấy mình còn quá non so với bậc phụ huynh Park Hang-seo, rất già giờ. Tính toán của Park Hang-seo đã hoàn toàn chính xác và đánh bại người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình. Một khuôn hình khá thú vị mà đạo diễn mang tới cho chúng ta. Hai huấn luyện viên, hai cảm xúc khác nhau, hai tâm trạng khác nhau, và tất nhiên là những kết quả cũng rất khác nhau ở trận bán kết này. Sự thay đổi người cuối cùng bên phía các cầu thủ Campuchia, người vào sân là In Sodavit, và điều đó cũng đến từ chấn thương của số 20 Yeo Muslim bên phía đội bóng này. Hai sự thay đổi người liên tiếp của huấn luyện viên Felix Danmat đều đến từ việc cầu thủ của ông gặp chấn thương khi mà đã di chuyển rất nhiều trên sân. Kể từ khi trở lại với sân chơi khu vực và tạo tiếng vang từ SEA Games năm 1995, chúng ta đã có 5 trận chung kết SEA Games từ năm 95 đến năm 2009. Và kể từ đó là khoảng thời gian chờ đợi rất dài. Đến tận bây giờ, 10 năm, cảm giác được chờ đợi của vũ các thủ của chúng ta trong một trận chung kết bóng đá SEA Games mới sắp trở lại. Và tiếng còi kết thúc trận bán kết hai ngày cũng sắp sửa vang lên vì chỉ còn ít giờ nữa thôi là thời gian 2 phút bù giờ sẽ kết thúc. Đồng hồ thì đã kết thúc rồi mà chúng ta chỉ chờ trọng tài thổi còi mà thôi. Có lẽ là sau pha bóng này chăng? Vẫn là sự chính xác của Văn Toàn. Những lợi thế lớn mà chúng ta sớm có được mang về một khoảng thời gian dễ chịu đối với các thủ môn, đặc biệt là với Văn Toàn. Tâm lý tốt lúc này là vô cùng quan trọng với các thủ môn. Nhưng cơ hội vẫn chưa kết thúc khi bóng trong chân của Đức Trinh. Thực tế thì trước đó bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ của mình chơi chậm lại để tránh những va chạm không cần thiết, tránh những chấn thương có thể xảy ra. Đã quá hơn một phút rồi. Có lẽ tiếng còi kết thúc sẽ chuẩn bị được vang lên. Đó là trọng tài còn chờ đợi điều gì khi mà thời điểm này hoàn toàn đã có thể thổi còi kết thúc trận đấu. Một quả penalty cho U22 Campuchia. Bóng chạm tay của Thanh Thịnh. Văn Toàn là một người bắt penalty rất hay anh Khuê ạ. Và nếu như lần này Văn Toản thành công thì sẽ càng tạo thêm sự tự tin cho anh. Ở giai đoạn mà Văn Toản thường có vị trí của câu lạc bộ Hải Phòng thì tôi nhớ không nhầm là Văn Toản đã có 2 lần cản phá những quả penalty thành công. Trong đó có một lần cản phá cú đá của Văn Toản. Bây giờ đối đầu với Văn Toản sẽ là Kéo Sốc Phen.
Keo Sốc Phang, cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của U22 Campuchia. Xuất sắc. Đúng là như vậy. Anh Cương nói rằng Văn Toàn bắt penalty rất hay. Và tôi thì nói rằng là nếu như quả đấy bắt được thì sẽ mang tới sự tự tin tuyệt vời cho Văn Toàn. Tôi nghĩ rằng đó là món quà mà Keo Sốc Phang dành cho Văn Toàn, bởi nó không chỉ là giúp cho chúng ta chưa phải nhận bàn thua ở trận này, mà quan trọng là giúp cho chính Văn Toàn tạo lại cho mình sự tự tin cần thiết. Vậy thì xin cảm ơn Keo Sốc Phang. Nhưng nói thế thôi, Văn Toàn bắt quá hay. Xuất sắc. Tuyệt vời, một trận đấu tuyệt vời của tất cả các cầu thủ của chúng ta. Và trọng tài đã nổi còi kết thúc trận bán kết thứ hai. Tiếng còi vừa vang lên, nhưng có lẽ đối với rất nhiều cổ động viên chúng ta thì trận đấu đã kết thúc ngay từ hiệp 1 rồi, với lợi thế quá lớn mà chúng ta có được. Và như vậy, U22 Việt Nam đã tiến vào chung kết gặp lại đối thủ U22 Indonesia trong trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12. 4-0, và hôm nay có lẽ là chúng ta đã đưa hiện tượng Campuchia trở lại với đúng vị trí mà họ vẫn thường có trong những cuộc đối đầu với chúng ta trước đây. Cho dù không thể phủ nhận, đây là một giải đấu rất thành công của họ. Một trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo dự đoán là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng chúng ta đã vượt qua một cách xuất sắc và tạo ra được không chỉ là tỷ số mà rất nhiều những sự yên tâm cho người hâm mộ. Trước khi bước vào trận chung kết, xin chúc mừng U22 Việt Nam, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu quan trọng lịch sử sắp tới vào ngày 10 tháng 12 sắp tới. Thì chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận sau trận đấu.